Để uống miếng nước nha, Biên còn đang bệnh đó mọi người, nó chắc là hát không hay đâu. Baby, đúng ra rất lâu thì em đã phải nói hết những điều. Nói em nhớ anh rất nhiều, người biết không? Thật lòng tim em rất đau khi nhìn anh tay trong tay về với ai. Mà vì chẳng muốn đánh mất anh nên thôi là bạn thân. Sao cứ mãi quan tâm nhau mà chẳng thấy những lúc em rung động? Sao cứ đến khi em buồn rồi bước đi? Thật lòng này người biết không, hay người vô tâm đứng nhìn em tổn thương? Và khi trước lúc đã hay mơ đành, em biết em cần ai? If I could do again, if I could do again, I would say I love you, I would say I love you. Dù biết tim anh có ai và biết ta sẽ rời xa, lần cuối ta nhìn nhau thật gần, vậy thì để em nhắn với anh, thật tâm em rất yêu anh. Pretty good hả? Huh? Làm sao để hết sẹo thâm do mụn để lại à? Ô, đó là một quá trình dài đó. Biên mới làm một cái video về sẹo, em có thể lên YouTube và coi cái đó nha. MV đấy xinh xẻo thật sự. Cảm ơn Minh Thi Đặng. Cưng quá. Định xỉu nhưng không xỉu, nghe hết bài được nên thôi. Thì em đã phải nói hết những điều. Nói em như anh rất nhiều, người biết không? Ai mà đi coi Vi hát ở ngoài rồi không bao giờ quên được đêm đó đâu, hay lắm. Cảm ơn Riri Trần nha. Bữa sau Vi có hát á, Vi sẽ thông báo cho mọi người nha. Thích bài này ghê á. Vậy lát nhớ lên coi MV lại nha. Cái tóc rớt rớt ngoài bực quá. Sao cứ mãi quan tâm nhau mà chẳng thấy những lúc em rung động? Sao cứ đến khi em buồn? Hỏi thật lòng nha em, không biết Bi có chích hormone nữ không mà thấy em càng ngày càng xinh hơn nhiều bạn nữ. Bi không chích hormone nữ và Bi cũng không bao giờ, chưa bao giờ có nhu cầu muốn trở thành nữ giới. Bi làm sao để bản thân mình đẹp hơn, Bi thích làm đẹp chứ Bi không có nhu cầu làm con gái. Mọi người có thể search Google về định nghĩa là thế nào là người chuyển giới, ok? If I do again, I would say I love you, I would say I love you. Dù biết tim anh có ai và biết ta sẽ rời xa, lần cuối ta nhìn nhau thật gần, vậy thì để em nhắn với anh, thật tâm em rất yêu anh. Nhớ chuyện quá.